Nên các bạn kêu thiếu vốn ấy, thì các bạn chưa hiểu về vốn, không hiểu về vốn thôi. Thì đấy nha, hiểu. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu chính xác về vốn là cái gì nhá. Cứ bảo em không có tiền, nhưng mà thực tế là khi mà chúng ta lao vào chúng ta tự làm ấy, thì có rất là nhiều khoản chúng ta sẽ tối ưu được, chúng ta không phải chi tiền. Rồi phần tiếp theo là nhập hàng. Nhập hàng hay anh chị em hay hỏi là tiền đâu để khởi nghiệp ấy. Trong những cái câu hỏi mà khi mà Đức nhận được từ các bạn ấy, rất là nhiều câu hỏi là: một là bây giờ em không biết bán cái gì, hai là bây giờ em không có tiền thì khởi nghiệp kiểu gì. Thế bạn nào mà muốn khởi nghiệp nhưng mà không có tiền xin mời comment số 1 nào. Rồi đấy nha, phần lớn các bạn mà comment là số 1 ấy, là không có tiền ấy, thì phần lớn chúng ta là chưa hiểu gì về vốn cả. Thì vốn đây này, vốn nó như này cơ các bạn. Đấy là, các bạn nhìn thấy cái bảng này không? Bây giờ giả sử là anh Hai với cả chị Tư cùng nhau khởi nghiệp một cái công ty về bất động sản. Vốn khởi nghiệp của hai bạn này là vốn là anh Hai là có 100 triệu đấy, còn chị Tư là có 500 triệu. Thì bây giờ các bạn xem nhé, như nào là vốn nhá. Thì khi mà khởi nghiệp ấy, khởi nghiệp bất động sản ấy, thì có những cái công việc sau đây. Việc đầu tiên đấy là việc làm web chẳng hạn. Đấy thì vì anh Hai là cũng không có tiền mấy cho nên tiết kiệm. Để anh Hai làm web, đi học làm web thì chỉ mất có 500k thôi, mất 500k tiền miền. Cái phần làm web này trên mạng nhiều chỗ dạy nhiều lắm, dạy free nhiều. Các bạn cứ gõ là học làm web là sẽ có. Còn chị Tư là vì cậy có nhiều tiền mà thôi, bây giờ chị muốn là bây giờ chị khởi nghiệp và làm gì nó phải chuyên nghiệp. Đấy thì chị thuê luôn một bên để thiết kế web hết 7 triệu cho nó chuyên nghiệp, cho nó đẹp luôn. Để chắc chắn là khách hàng nhìn thấy cái web của mình là cảm thấy uy tín luôn. Rồi việc thứ hai là việc làm logo. Việc làm logo thì với anh Hai anh cũng không có tiền. Anh tự mày mò, tự tìm kiếm phần mềm để làm free. Đấy còn chị Tư là thôi bây giờ web đẹp rồi thì logo nó cũng phải xịn sò để nó tương ứng với cái web đấy. Thế mà bây giờ mất công làm logo rồi thì thôi thuê làm luôn bộ nhận diện thương hiệu. Hết 5 triệu. Rồi tiếp đến cái việc là đi ký nhận dự án. Thì anh Hai không có tiền thì chỉ ký F2 thôi. Bán phí thì nhận được 90% của F1. Tức là ví dụ như cùng một căn đấy, nếu như mà là ký là F1 ấy, thì phải đóng tiền cọc. Thì F1 sẽ được hoa hồng là 100 triệu. Đấy, còn F2 không ký cọc thì chỉ nhận được 90% của phí F1 thôi. Tức là nhận được 90 triệu thôi. Đấy thì anh Hai không có tiền thì chỉ bán với phí 90% thôi. Còn chị Tư thì có nhiều tiền mà, có 500 mà. Thôi thì ký F1 để đặt cọc mất 300 triệu. Để nhận được full phí, nhiều phí hơn. Bán một căn thì được nhiều phí hơn. Rồi tiếp theo đến việc thuê văn phòng. Thì anh Hai thấy là thôi bây giờ mình mới khởi nghiệp cũng ít người thì thôi làm tại nhà. Lúc nào có khách thì mời đến văn phòng của chủ đầu tư, tiếp tại văn phòng chủ đầu tư cũng được. Đấy còn chị Tư thì thôi bây giờ web đẹp rồi, logo có sẵn rồi, về dự án thì mình cương vị là F1 cơ mà, thì mình phải thuê văn phòng cho nó hoành tráng xịn sò. Thì đi thuê văn phòng, thuê 3 tháng phải cọc 1 tháng, thì hết 40 triệu. Coi như là thuê văn phòng 10 triệu một tháng đấy. Đã thuê văn phòng xong thì phải sắm bàn ghế nữa, thì sắm thêm mất 20 triệu nữa. Rồi tiếp theo lại đến việc công cụ cho làm việc, là việc mua máy tính. Thì bây giờ anh Hai thấy rằng là thôi mình không có máy tính, tạm thời mình sử dụng điện thoại cũng được. Rồi gửi mail các thứ cho khách hàng, điện thoại cũng vẫn gửi được mà, chat chít gì qua điện thoại vẫn dùng được. Nếu như mà có việc gì mà cần sử dụng đến máy tính ý, thì ra quán net tranh thủ thế cũng được, tiết kiệm đỡ phải mua. Còn chị Tư thì thôi đã đầu tư văn phòng rồi thì đầu tư thêm cái máy tính, có vấn đề gì đâu, hết 10 triệu nữa. Rồi xong đấy thì đến cái đoạn là phải chạy quảng cáo để kiếm khách hàng. Thì anh Hai bảo thôi bây giờ đã làm mình không có tiền thì thôi mày mò tự học về tự chạy. Thì đi học một lớp học hết 10 triệu. Đấy, còn chị Tư là thôi bây giờ không biết chạy thì thuê marketing, trả lương 8 triệu một tháng. Đấy, thì bây giờ nếu như mà anh Hai lúc đầu mà có 100 triệu đấy, thì trừ hết các chi phí đi thì còn khoảng 80 triệu tiền cho quảng cáo. Đấy, còn chị Tư thì khi mà thuê 2 tháng nhân viên nhân sự đấy Thì trả đi là hết cái số tiền mấy trăm triệu mình có vốn ban đầu. Đấy, thì hỏi trong cái trường hợp này là ai nhiều vốn hơn. Đấy, lúc đầu là anh Hai có 100, chị Tư có 400, có 500, nhưng mà vì không biết tiêu cho nên là tiền nó bay hết. Thì cuối cùng là ai nhiều vốn hơn. Thì cái vốn ở đây nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta cứ nghĩ chỉ là tiền không ấy. Đấy, nhưng mà thực tế nó không phải. Vốn tiền thì nó chỉ là một trong 8 loại vốn thôi. Có những cái loại vốn sau nhá. Vốn thì có những cái loại sau. Loại vốn thứ nhất là kiến thức. Thứ hai là kinh nghiệm. Có kiến thức, có kinh nghiệm. Thứ ba là uy tín. Thứ tư là đội nhóm. Thứ năm là mối quan hệ. Thứ sáu là thông tin. Thứ bảy là quy trình và hệ thống làm việc. Thì thứ 8 mới là tiền. Nên các bạn kêu thiếu vốn ấy, thì các bạn chưa hiểu về vốn, không hiểu về vốn rồi. Thì đấy nha, hiểu. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu chính xác về vốn là cái gì nhá. Cứ bảo em không có tiền, nhưng mà thực tế là khi mà chúng ta lao vào chúng ta tự làm ấy, thì có rất là nhiều khoản chúng ta sẽ tối ưu được, chúng ta không phải chi tiền. Rồi cái thứ hai là cái cách để có vốn này. Cách để có vốn, cách để có tiền. Có mấy cái này gạch đầu dòng cho các bạn để khi mà các bạn thấy thiếu tiền ấy thì xem những cách này nhá. Ngày xưa là Đức phải trả 1.500 đô ấy để đi học có mấy cái dòng này thôi này. Cách thiếu tiền này. Khi mà thiếu tiền, thiếu vốn thì làm như nào này. Rồi thứ nhất là bán trước nha. Thứ nhất là bán trước. Bán trước tức là bạn chưa cần phải đợi có sản phẩm. Bạn đã đi marketing, đã đi quảng cáo rồi. Đấy, thì khi nào mà người ta đồng ý mua thì chúng ta đi lấy sản phẩm về chúng ta giao cho họ. Thì như thế gọi là bán trước. Đấy, ví dụ như là ở Việt Nam mà các bạn mà muốn mua iPhone từ sớm đấy, từ lúc mà nó mới ra hàng ấy, đấy, thì đều phải đặt tiền trước cho cái đội phân phối nó đi lấy hàng về. Đấy, thì mình đưa tiền cho nó trước, nó cầm tiền đấy của mình, nó đi lấy iPhone về nó đưa cho mình. Đấy, thì cái người bán hàng đấy là bán trước. Đấy, mỗi đơn giản như thế thôi mà ngày xưa phải đi học ấy, mất tiền mới hiểu là cần phải bán trước như nào. Ví dụ như ngày xưa mà chủ đầu tư yêu cầu là phải cọc vào F1 để phân phối. Đấy, thì nếu như mà mình bỏ tiền cọc vào thì không còn tiền để chạy quảng cáo nữa, không còn tiền để đầu tư cơ sở vật chất nữa. Đấy, thì thôi bây giờ anh cứ để đấy em bán cho. Đấy, em bán cho, bây giờ có khách mua, có khách cọc rồi. Đấy, thì cái tiền hoa hồng đấy thì coi như là thành tiền cọc luôn. Thì mình vẫn bán bình thường cho khách thôi. Thì đấy cách đầu tiên nhá. Xem là cái sản phẩm đấy các bạn có thể bán trước được không. Tí nói về phần mô hình kinh doanh ấy, thì chúng ta sẽ có mấy cái mô hình mà các bạn có thể dùng cái bán trước này được. Rồi cái cách thứ hai để có tiền đấy là dùng thẻ tín dụng. Nếu như bây giờ các bạn đang được trả lương đều qua tài khoản liên tục khoảng 3 tháng thì khả năng các bạn sẽ được cấp một cái thẻ tín dụng gấp 3 cái lương đấy. Gấp 3, gấp 5, gấp 7 gì tùy ngân hàng. Đấy, nên nếu như bây giờ thu nhập của bạn đang là 10 triệu một tháng thì khả năng là bạn sẽ được cấp một cái thẻ trị giá khoảng 50 triệu nếu mà biết làm việc với ngân hàng. Đấy, mình mà làm việc cùng một lúc được với 5 ngân hàng thì mình sẽ có 5 cái thẻ là 250 triệu. Đấy, vốn đấy các bạn. Đi vay 250 triệu để mà khởi nghiệp thì ai cho vay? Bố mẹ mình còn không cho vay chứ đừng nói là người ngoài. Đấy, thì nên mới bảo là phải xây dựng mối quan hệ với hòn đá tảng. Đấy, nhân viên ngân hàng là thế. Thẻ tín dụng. Đấy, anh chị em có thẻ tín dụng chưa? Có hạn mức tín dụng chưa? Thì cái thẻ tín dụng này thì có một số đơn vị nó sẽ bắt chúng ta trả cái phí thường niên. Anh chị em lưu ý nhá, có cái phí thường niên. Thì tùy thẻ thôi, có thẻ thì tầm khoảng 1 triệu, 1,2 triệu, 1,5 triệu gì đấy một năm gì đấy. Nếu như các bạn không tiêu thì chúng ta cứ làm thẻ chúng ta để đấy thôi, cái phí thường niên nó chẳng đáng bao nhiêu cả. Đấy, nhưng giả sử khi mà chúng ta có cơ hội đấy mà chúng ta không xoay được tiền thì chúng ta dùng thẻ, và khi có thẻ trong người thì sẽ an tâm hơn. Nhưng mà anh chị em lưu ý nhá, thẻ này là chỉ để đầu tư kinh doanh thôi nhá, để làm ăn thôi nhá, chứ tuyệt đối không đi làm thẻ về để mua quần áo nhá. Mua quần áo rồi mua mỹ phẩm về là hết đấy. Và khi mà chúng ta tiêu cái thẻ tín dụng này thì cái phần lãi của nó cực kỳ khủng khiếp. Lãi của nó là tầm khoảng 3% một tháng, là khoảng 36% một năm. Kinh khủng khiếp luôn. Thế nên là dùng thẻ tín dụng này thì chúng ta chỉ dùng cho mục đích là để kinh doanh. Hoặc là anh chị có thể dùng để chi tiêu, nhưng mà chúng ta làm một cái thẻ hạn mức nhỏ thôi để chi tiêu. Bởi vì có những nơi người ta khuyến khích tiêu qua thẻ thì anh chị sẽ được bách tiền đấy. Bách nó không đáng kể đâu, nhưng mà có hơn không. Ví dụ tiêu 100 triệu một tháng thì được bách tầm 1 triệu cũng được. Rồi thì thứ hai là thẻ tín dụng, thứ ba là vay nhá, thứ ba mới đến vay. Anh chị đã bao giờ đi ra ngân hàng tìm hiểu vay chưa? Thường là khi mà chúng ta khó khăn lắm thì chúng ta mới ra ngân hàng tìm hiểu vay. Nhưng mà lời khuyên cho các bạn là chúng ta đi tìm hiểu sớm đi nhá, tìm hiểu trước đi. Thậm chí là cái đội mà đầu tư ấy thì họ còn làm hồ sơ vay vốn trước, tức là chưa cần giải ngân đâu. Hồ sơ thứ chuẩn bị hết rồi đấy, chưa giải ngân thì họ chưa tính lãi mình. Đấy, nhưng mình làm trước những cái hồ sơ đấy để khi mà có tiền, khi mà có cơ hội ấy, thì mình rút được tiền luôn. Đấy, nhiều khi ví dụ như là các bạn mà chơi chứng khoán, theo dõi thị trường chứng khoán ấy, thì sẽ có những cái con chứng khoán mà tự dưng hôm nay nó bị xuống giá, mà bình thường của cái giá của nó là cái giá nó ổn định ở cái mức đấy, đấy tự dưng nay có sự kiện gì đấy nó xuống giá, xong là vài hôm nữa khả năng nó lại quay trở lại. Thì đấy, những cái cơ hội kiểu như thế thì nó cần phải có tài sản lớn, có dòng tiền lớn. Thì đấy là chúng ta phải làm hồ sơ trước. Còn đợi đến lúc chúng ta thấy cơ hội chúng ta mới đi làm hồ sơ ấy, thì lúc đấy cơ hội nó trôi qua mất rồi. Thế nên là với ngân hàng, với vay ấy, thì một là vay thế chấp. Vay thế chấp là nếu chúng ta có tài sản. Thứ hai là vay tín chấp. Vay tín chấp là không có tài sản. Thì thường vay thế chấp thì chúng ta sẽ vay được nhiều hơn và lãi suất thấp hơn. Rồi cách thứ tư nữa là mua trả góp nhá. Cách này chắc nhiều anh em không biết. Đây là một số cái gọi là cái mẹo lặt vặt cho một số anh chị em khởi nghiệp lúc chúng ta chưa nhiều tiền ấy, mà cứ thấy cơ hội nó đến ấy, thì mua trả góp cũng là một trong những cách để có tiền. Mua trả góp tức là như nào? Ví dụ bây giờ các bạn ra các bạn mua trả góp một cái xe máy thì tầm khoảng 30 triệu, thì các bạn chỉ phải trả trước chắc tầm khoảng 10 triệu thôi, 10 triệu 15 triệu gì đấy. Đấy, còn lại là chúng ta được vay trả góp. Thì mua xong con xe đấy mang ra chỗ khác bán 30 triệu thì chắc là được 29, 28 triệu. Thì có tiền mặt luôn, dư ra mười mấy triệu tiền mặt đấy để kinh doanh, nếu như mà có thương vụ gì đấy. Đây là chia sẻ để anh chị em có vốn làm ăn kinh doanh nhá. Đấy, không có học xong thì đến lúc đi mua bán linh tinh không tiêu không vỡ nợ lại bảo đấy em học cái lớp này của thầy. Khi bí bách ấy thì chúng ta nghĩ cách để có tiền, thì đây là một số những cái checklist. Rồi cái cách thứ 5 nữa thì hay ho hơn. Đấy là hợp tác không đồng. Đấy là hợp tác không đồng. Bây giờ các bạn tìm thấy một cái sản phẩm tốt, các bạn biết là về các bạn có thể bán được nó, nhưng mà bây giờ không có tiền để nhập. Đấy làm thế nào? Thì đấy gọi một ông đến, bảo đây anh này em thấy có cái sản phẩm như này này, em thấy tiềm năng nó bán được này. Phân tích cho người ta về thị trường, về cung cầu, người ta thấy ok thì người ta bỏ tiền ra nhập. Thì đấy bảo anh nhập đi, còn em phụ trách cái việc bán nhá. Đấy, được thì lợi nhuận thì anh em mình có thể chia 7-3, anh 7 em 3, hoặc là chia 8-2 cũng được, hoặc chia 9-1 cũng được. Đấy, nhưng mà đấy là cái cơ hội để mà mình có thể có hàng để bán. Thì đấy là hợp tác không đồng. Thì 5 cái cách này các bạn sử dụng linh hoạt thì kiểu gì cũng có tiền thôi. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.